Vâng, xin chào anh Huỳnh Quốc Hưng ở Lâm Đồng và xin chào tất cả bạn. Hôm nay bên em sẽ test một bộ mic không dây UHF màu vàng gold, loại 2 tai mic và chạy pin 18650 dành cho anh nhé. Hiện tại sản phẩm này bên em cung cấp với giá là 590.000. Ok, đi kèm sản phẩm là bên em có tặng kèm là một cái jack đơn 5 chân để về kết nối nguồn và kết nối tín hiệu. Đối với cái bộ mic này thì nó có chế độ chỉnh tần số. Ví dụ như trường hợp là các bạn ở nhà có cái tần số nó trùng với cái tần số của mic thì các bạn có thể thay đổi bằng cái nốt set ở dưới này nhé. Đây, 2 tai mic. Alo, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, alo. Ok, cả 2 tai mic hoạt động rất là tốt. Và nếu như bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như xin tôi để video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee và Lazada. Bạn cứ tìm kiếm shop của mình là linh kiện 789 nhé. Đây là cái dấu ký hiệu trên sản phẩm của anh. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.